Tập hợp các em ơi, tập hợp vào đi. Ôi, này đã đủ người chưa đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vẫn thiếu các em ạ. Đã bảo rồi, tập hợp lại đi xem nào. Mọi người thử xem còn ai thiếu không. Ơ, thiếu ai ấy nhỉ? Thiếu ai? Đã dặn đi sát với nhau rồi. Anh hai hai bên kiểm tra nha. Được rồi, để đấy, để đấy. Anh sẽ kiểm tra. Đúng rồi. Này, 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 này. Chết quyền. Sang Nhật là phải nói bé các em nhá. Anh bảo, anh bảo. Em ra chỗ băng truyền xem có bé phở nó còn ở đấy không. Anh nghĩ thế nào nó cũng nghệ lang thang ở đâu đấy. Em nhá, tập trung ở đây nhá, đừng đi đâu nhá. Phở ga, sao cậu chả chui đến toàn gì cả? Ờ, chờ mãi cái thùng phở gà này mới ra. Nhanh lên, mọi người ra hết rồi, đưa thùng phở đây. Dìm nặng thế, sao mang gì mà nó mang nhiều phở thế này? Thì cũng phải mang chứ, có biết ăn được đồ người ta hay không đâu. Mang nhiều một tí cho tiết kiệm. Rồi, thôi đi nhanh đi. じゃなくて座るんでしょ。 Hồi đêm qua bắn hấp lai ác liệt muốn vãi. Phở gà. À, cô bé phở gà, lâu lắm mới gặp lại cậu. Tớ tên là Đô, cậu tên là Yên đúng không? Sao cậu lại biết tên tớ?
Tí hôm trước tớ đi chơi Yokohama với cả Vân và Minh bên cậu mà. Các cậu, các bạn ấy kể là bạn cứ đến sát giờ đi thì lại là lại lên cơn đau bụng không đi. Ừ, tớ biết cậu chả đau bụng đâu. Cậu viêm mặn túi chứ gì. Thỉnh thoảng tớ cũng bị thế mà. Hôm trước đi chơi vui lắm. Bọn tớ mang cả bộ bài sát lại nhau. Đến lúc tàu về, tàu vắng tanh. Thế bọn tớ ngồi ra giữa tàu chơi vui rất là vui. Đến lúc tàu vào ga, dân Nhật thấy thế sợ thấp giạt hết. Nghĩ lại vẫn thấy chuối. Chuối lắm đi. Mà cậu đi đâu đấy? Tớ đi sang Komama. Hôm nay có đại hội visa đấy. Ôi giời ơi, sang đấy mà sao mang cả một đống theo như này? Thật ra là có người sang nên là mẹ gửi cho một thùng phở này. Xong rồi tớ đi thấy ở siêu thị gần đấy có cả củ cải, bắp cải với bao nhiêu là đồ rẻ ơi là rẻ hơn cả cái chỗ siêu thị nhà tớ ấy. Nên tớ tranh thủ. Ôi giời ơi, bà ơi là bà, sang mấy tháng rồi mà đi chợ vẫn đổi ra tiền Việt hả? Thì cũng phải tiết kiệm chứ. Thế nhưng mà cậu đang ở Komaba rồi, cậu đi đâu đấy? Cậu không đi dự đại hội à? Có chứ, nhưng mà tớ đang đi làm giao liên. Hả? Thế là sao? Bên tớ giao, tớ cầm vài tháng ra Shibuya đón mấy bạn bên Hôn Ăn Chồ. Thả tiết kiệm được mấy trăm yên à? Mà tới Shibuya thì tranh thủ xuống mua một ít thẻ tech cây của bọn Trung Đông. Cậu có dùng không? Tớ mua cho mấy cái. Ôi thôi, hôm trước cái Minh nó mua cho tớ một cái mà tớ cho bảo nó kêu váng cả ký túc xá lên. Rồi tớ ngượng quá, may mà đang đêm không có ai, tớ chạy một mạch lên phòng. Đến 3 hôm nay tớ còn chẳng dám gọi điện nữa đấy. Thôi cậu đừng dùng nữa, tiết kiệm được một ít nhưng mà... Ok rồi, cậu nói thế thì tớ xin nghe. Mà sắp tới cũng là 3 giờ đấy. Cậu mang đồ lên phòng tớ xong tối đến thì... Thì nấu ăn với tớ luôn. Cậu nghĩ là làm gì? Ai đi hội tay sách nhanh mang thế này? Kệ tớ,